Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Gamer. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game PUBG. Nhưng mà lần này chúng ta có một thử thách mới, đó chính là sử dụng súng nước để mà giết người. Giăng đầy mày. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu lên máy bay và bắt đầu thử thách của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là lượm súng nước và bắn chết những kẻ địch của chúng ta. À, liệu chúng ta có thể làm được hay không? Thì tại vì cái thử thách này là thử thách sử dụng súng nước, cho nên là mình không có được quyền lượm những cái súng khác nha các bạn. Đó là cái thử thách rất là cam go. Cho nên là mình sẽ cố gắng thực hiện cái thử thách này. Rồi, bây giờ máy bay của chúng ta đang bay rồi. Thì các bạn để ý là ủa sao mà phiên bản chơi trên máy tính mà có gì có đánh dấu mà đo cái địa điểm được. Thì mình xin nói luôn, đây là phiên bản PUBG Ly Tè. Đây là phiên bản chơi ở Thái Lan, server ở Thái Lan nha các bạn. Đó, hôm nay chúng ta sẽ lên máy bay và chúng ta sẽ đi qua Thái ăn những nồi lẩu siêu to cây khổng lồ. Chúng ta sẽ sử dụng súng nước bắn mẹ tắt nồi lẩu luôn. Yeah, come on. Mình sẽ chọn địa điểm là địa điểm trường học. Rất cao quá sợ la. Rồi, chúng ta sẽ đến trường học. Tại vì theo mình thì trường học có rất nhiều súng nước rớt ở đây. Tại vì các em đi học, các em học sinh nam thường giấu súng nước trong quần của mình để giấu những thầy cô giám hiệu, thầy cô giám thị sẽ không bắt được chúng ta khi mà chúng ta giấu súng nước ở trong quần. Ta hát là chim trong quần chim bay ra, con chim sáo sẽ banh cài quần, chim chơi hoài chim xì đa, ôi thương quá cánh chim Việt Nam. Hôm nay là mình sẽ đem cánh chim Việt Nam đến với Thái Lan. Bạn bè các nước sẽ được chiêm ngưỡng chim Việt Nam của chúng ta xịn sò tới cỡ nào. Trời ơi, bắn súng nước cho nên phải lượm những cái đồ vật cần thiết, ví dụ như lựu đạn choáng đồ. Đây rồi, cây súng nước của chúng ta đây rồi. Đây đây đây, súng nước đây các bạn. Trời ơi, tưởng suppressor của handgun. Nghe tiếng mắc cười không? Đó, mày làm tao hao hết một bình nước không? Tao phải bơm nước lại cho cây súng nước của tao. Quá mất dạy. Dám bắn lén chùy. Bò đi đâu? Mày bò đi đâu? Mình đang nói luôn là mình đang solo squad. Mình sẽ lượm thêm nỏ, tại vì mình sẽ lấy cái mấy cái này mình troll tụi nó. Cho nên không biết mình đọc. Ui, có tiếng chân. Nghe tiếng mở cửa. Mày hả mày? Dám xâm nhập hả? Mày thấy tên tao lại gì không? Chết mày hả mày nè. Giỡn hả mày? Đặt tên là có chủ đích hết. Chôm cái quần, lột quần mày ra luôn. Đàn ông mà mang quần. Mày. Chết mày hả mày nè. Mẹ. Nước bắn như là tiếng địch. Y như là tiếng thét của hậu môn vậy. Theo văn học người ta nói là địch là tiếng thét của hậu môn và là oan hồn của tôm cá. Tại vì các bạn ăn tôm cá xong thì có giống như là những cái oan hồn của nó sẽ quay trở về, nó kiếm bạn từ cái tiếng địch. Như nó hiện hồn vậy. Giáp ba. Ui, có người. Láo mày. Bơm nước đầy lũ đít luôn. Oh my god. Wow. Chết vì nước ngập trong lũ đít. Full boot cây. Bắn giữa bê. Bắn giữa bể. Kẹt. Bắn mày nè. Tao có hai cây nỏ luôn. Bắn mày nè. Thôi, chơi đàng hoàng.
xung lục. Trời ơi, bò đây, bò vô mày, bố mày lút phát. Này không có mẹ gì ta. Tao phải bơm nước vô đít mày mới được. Má kiểu như cục cức mới nhú 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 ra bơm nước lại cục cức chạy ngược vô trong luôn. Ghê. Cái phiên bản này các bạn thấy kỳ cái là thí dụ mà chúng ta bắn cấp 1 đi, nhưng mà lái xe thì chúng ta vẫn cấp 3. Mình chưa hiểu lắm vụ này. Mà chúng ta vượt qua bao nhiêu phay á thì chúng ta sẽ được tặng số tiền nữa chứ. Giống như là quyên góp từ thiện cho mình vậy. Gắng sống. Ui 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 ui. Kiếm ai? Kiếm ai? Nhi. Nước này bá quá mà. Má bắn sốc đam luôn. Ui, ui. Má hết hồn. Bị bắn gì vậy? Ngáo vậy bà. Chết mẹ mày nè, đã giết được 8 kill rồi các bạn à. Con số kỷ lục đối với một cây súng nước như vậy. Giờ các bạn thắc mắc là thí dụ cây súng nước rồi có bắn nổ được xe không, phải không? Thử nha. What? Đồ cháy luôn ấy. What the fuck? Súng nước mà bắn cháy xe. Oh my god, hư cấu quá. Má súng nước mà bắn làm cháy xe luôn. Thì dòng là không con nào cam cầu bà mẹ nó cầm súng nước bắn không có xa, cam cầu là có ăn cước luôn á. Hello anybody, anybody want to bơm nước? Vì mình cầm nổi vậy, mình cầm súng nước á, cho nên là hả, tha hồ luôn. Leo lên đây là bắn là khỏi nghe, không biết ở đâu luôn. Cầm cầu, cầm cầu. 2 hours later. Má cầm gần nửa tiếng hồ đéo có nào đi qua. Ngồi uống nước mà má mắc đái luôn. Uống nước muốn tiểu đường. Nãy giờ cứ bơm nước hoài luôn, muốn tiểu đường luôn mà không có nào đi qua. Khổ ghê. Chính mạng mà tụi nó đi đâu hết rồi ta. Oh, bây giờ là một phần trắc nghiệm hết sức hấp dẫn dành cho người xem. Các bạn nghĩ là mình có tiêu diệt được kẻ địch hay là không? Các bạn hãy trả lời câu hỏi này ngay đi. Nếu như mà các bạn chưa thấy được cái câu hỏi của mình thì các bạn hãy bấm vào cái icon này phía trên góc phải màn hình của các bạn và các bạn hãy trả lời nhanh nha. Các bạn có 10 giây để trả lời câu hỏi này. Hell no! 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 I refuse! No! No! Và bây giờ là kết quả của chúng ta. Thấy rồi nha. Viên một chích ngắt luôn. Wow. Sờ gao còn không bắn súng nước cỡ tôi được mà. Trời ơi. What the hell? Chu TV.
Ngu hả? Đúng ngu hả? Hiểu. Rồi còn một thằng cuối bạn ơi, 1v1. Liệu cây súng nước của mình có thể làm được nên lịch sử hay không? Bơm nước đầy nồi lẩu tụi Thái Lan luôn. Wow, wow. Ai hút nước lẩu không? Ai hút nước lẩu không? Ủa, có cái thính này. Thế nào thằng đĩ nó cũng gần cái thính. Thính vậy mà không lút sao được. Thấy rồi. Nó chưa thấy mình. Nó chưa thấy mình. À đi không biết đâu luôn. À đi, đi sợ đi nằm xuống. À, yeah! Come on, let's go. Yeah. Xuống nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là các bạn có thử thách gì cho mình khi mà chơi BioBG nữa hay không. Nếu mà các bạn có ý tưởng nào hay thì mình sẽ cố gắng thực hiện cái thử thách của các bạn. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah.